Người đàn ông đeo khẩu trang che kín khuôn mặt lái xe ôm dừng trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô sinh viên đưa cho ông gói quà và nói: "Chú về nhà rồi mở ra xem nhé. Bắt đầu từ ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cảm ơn chú nhiều." Người đàn ông lái xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra. Ông ngạc nhiên thấy ngoài bộ quần áo mới còn có cả số tiền rất lớn và một bức thư như sau: "Thưa thầy, em là Tuyết Lan, học toán với thầy năm lớp 6 ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp 9 thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi lái xe ôm kiếm sống, lúc nào thầy cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư gần nhà. Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học suốt hết lớp 9, hết phổ thông và lên đại học. Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một cho em đến lớp ngồi ăn, 2 biếu thầy một phần, và 3 là biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng cũng chẳng hy vọng lắm. Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì cưng em nên bố mẹ cũng chiều ý em. Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không còn đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập ra một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán. Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại căn bản toán bị mất, để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy cứ tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững vàng về toán. Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cái cách nói quen thuộc của thầy vào cuối các buổi học là các em gắng học để sau này phụng sự cho đời. Bây giờ lên mạng, thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là người lái xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành. Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số độc đắc. Lúc đó em đang học năm thứ 3 đại học. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay. Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm thầy ạ. Em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số độc đắc của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có không ít ơn thầy trong đó. Nhất tự di sư, bán tự di sư. Mai này dù có đi xa, không còn hàng ngày ngồi trên xe của thầy nhưng em vẫn luôn nhớ về chú xe ôm luôn bịt mặt. Thân thể gầy gò, nhưng có trái tim tình người quý báu, và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả. Hiền Diệp Cuộc Sống Mỹ cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem thông tin Hiền Diệp chia sẻ. Để xem những thông tin hữu ích mỗi ngày hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nhé.